chốt như cái màu đen bóng này đi chị. Bạn gái em thích, chốt cho bạn gái em. Ok, bên chị thi công xong sẽ liên hệ với tụi em ha. Rồi, chốt. Biết trước có kết quả như vậy, tôi vì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Phí hết tâm sức bài mưu tính kế mà. Tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Thật vô nghĩa. Ngày xưa nói thích màu hồng, yêu lắc minh. Để bây giờ chốt màu lắc bóng. Đúng là lòng người khó đoán. Anh nghe em giải thích đi. Em không có quen anh này. Với lại em thích màu đen bóng, anh biết mà. Thôi, em đừng có nói nữa. Anh nghe em. Để anh nói. Màu hồng là màu anh. Còn đây là người cũ của anh. Nani? Từ đây mình không còn liên quan với nhau nữa. Chấm dứt rồi. Về thôi em. Chốt cho em. Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài đúng không? Mưa nào mà hẳn tạnh